hiện tại Phú thì đang ngồi dưới kia. Trong trường hợp mà em cần yểm trợ thì Phú sẽ hỗ trợ em. Em sẽ là người trình bày về cái giải pháp Kaleo của Getfish trong buổi chiều ngày hôm nay. Ok, thực ra thì tất cả mọi thứ mà liên quan khởi nghiệp thì nó đều bắt đầu từ cái pain point của thị trường. Cái pain point này thì nó có thể đến từ cái việc là mình tự quan sát, hoặc là nó đến từ chính cái nỗi đau của Getfish trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Thì cái pain point ở đây là cụ thể nó là cái gì, là nó liên quan cái bài toán quản lý một cái call center. Nó không phải là một call center mà gọi là hoành tráng hay là gì cả, mà ở cái scale rất là nhỏ, có thể là team khoảng 10, 15, 20 người, các bạn sales agent, bởi vì là thực ra cái chức năng sales là cái chức năng mà doanh nghiệp nào cũng cần phải quan tâm, vì nó bottom line của cái performance của doanh nghiệp. Và cái issue đấy thì nó đến từ hai cái topic khác nhau. Thứ nhất ý là các bạn sales agent, thứ hai là chính là những người mà quản lý đội sale đấy. Quản lý thì có thể là quản lý trực tiếp, hoặc là có thể là thậm chí là quản lý cấp cao hơn. Thì nó có hai cái topic như thế. Đối với cả cái level đầu tiên ấy, là các bạn sales agent, thì đa phần là các bạn sales agent khi mà thực hiện cái việc mà tương tác với khách hàng qua điện thoại, có thể là gọi outbound hoặc là nghe inbound ấy, thì đa phần là các bạn đang bị một cái vấn đề là các bạn bị quá tải của các cái tác vụ mà rất là thủ công. Đơn giản như là cái việc phân bổ lead khi mà có call lead đưa về, rồi là tổ chức cái việc mà follow up lead như thế nào, làm sao mà có thể là utilize cái lead đấy một cách hiệu quả, mà không cần phải can thiệp quá nhiều cái thủ công để mà lên kế hoạch gọi, nghe gọi rồi follow up. Chắc chắn là bởi vì là các bạn overload như thế thì các bạn không tập trung được vào cái việc chính là cái việc mà chốt sale. Anyway thì trong tất cả các kênh mà bán hàng ấy, cái này được chứng minh rồi, thì cái kênh mà cold call là kênh mà có tỷ suất gọi là hiệu quả trên chi phí cao nhất. Tất nhiên là nó tùy từ ngành, nhưng ở cái baseline thị trường ấy, thì là cái cold call vẫn là cái hiệu quả nhất. Nhưng mà các bạn ấy không tập trung vào cold, vấn đề là như thế. Các bạn tập trung thời gian chủ yếu một ngày là vào những cái việc rất là văn đừng, việc rất là ad hoc manual khác, và không tập trung vào cái việc chính là tạo ra doanh số, là thu. Cái ở đứng ở góc độ của một người business owner ấy thì câu chuyện nó khác, bởi vì thường là business owner của một cái doanh nghiệp thì thường là họ cái view của họ sẽ là từ top down, tức là họ sẽ nhìn vào cái phần mà kết quả cuối cùng, chứ không họ không biết được là thực tế là trong cái operation của mình có những cái insight rất là chi tiết như thế nào, mà nó đang gặp vấn đề ở đâu đấy, và đánh giá được xem là cái mức độ critical của cái vấn đề là như thế nào. Thì hai cái này thực ra là không related với nhau, bởi vì là nếu mà sales agent ấy mà bị overload bởi những task khác thì cũng không có data thực tế đến từ performance để feeding cho business owner để xem thực tế là các bạn sale đang gặp phải vấn đề gì. Thậm chí là nếu mà dưới sale dưới tầm của owner thì có thể là các bạn team lead hoặc supervisor cũng biết được là thực tế là có các cái signal, có các vital signal gì mà hàng ngày mà các bạn sale gặp phải khi mà tương tác khách hàng. Chốt sale bởi vì trong cái quy trình mà để chốt được cái sale qua call ấy thì nó có rất nhiều các cái funnel step chi tiết. Mỗi một cái funnel đấy, mỗi một cái step đấy thì nó có thể là nó sẽ có cái gì. Vâng, ok, vâng, em xong rồi, em chỉ có 3 cái thôi. Chỉ có 3 slide thôi. Thì đây là các cái giải pháp mà hiện tại CM hiện tại trên thị trường. Thì đa phần là các giải pháp CM hiện tại trên thị trường thì họ không tập trung giải pháp viết vấn đề chính là sale, mà họ chỉ đơn giản là một hệ thống trục xuất được thông tin khách hàng. Đấy là basically là chỉ là quản lý thông tin trục xuất khách hàng, và cái phần mà communication với khách hàng ấy thì nó đang rất rất là phân mảnh. Như khách hàng mà khi mà tương tác với cả
doanh nghiệp thì các bạn sale lại bắt đầu là phải dùng rồi em đi tìm khách hàng. Vâng, cái giải pháp của anh thì đầu tiên là của em centralize được tất cả các communication channel. Và cái mà em focus nhất là cái phần về call center. Thì bọn em là đơn giản hóa cái việc mà cung cấp giải pháp và cái nền tảng mà call center cho các cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ, chứa siêu nhỏ. Một team thể nhiên nói là 10-15 người có thể dùng giải pháp này. Bên cạnh đó thì bọn em cũng có thể là bọn em cũng cung cấp các cái channel khác để cho sale có thể communicate với khách hàng và tất cả được centralize trong cùng một hệ thống như là ở trên cái diagram của em như này. On top của cái này thì bọn em có implement phần AI để giúp cho cái việc mà trích xuất thông tin, cảnh báo với cả supervisor hoặc là business owner về những cái vấn đề mà có thể là diễn ra ngay trong cái thời điểm mà tele sale bắt đầu đang nghe gọi khách hàng. Bọn em về mặt hạ tầng thì bọn em hiện tại bọn em đang làm chủ toàn bộ hệ thống, bọn em không có ăn sụp bất kỳ các cái module nào ra ngoài cả. Chỉ có là bọn em dùng một cái thứ nhất là của Amazon là Amazon Web Service để dùng để làm data warehouse cũng như là triển khai các service ở trên đấy thôi. Thì sản phẩm Kalio là bọn em đang ngon từ tháng 7 năm 2020. Hiện tại thì bắt đầu đã có traction rồi, tăng trưởng theo tháng ấy thì là khoảng 30%. Hiện tại là bọn em đã đạt được có 700 người dùng đến từ 80 doanh nghiệp khác nhau và doanh số hiện tại là 370 triệu tới đến thời điểm hiện tại, bao gồm cả cái mô đồ của em là bao gồm cả cái phần CRM và phần cước nghe gọi nữa, vì là Kalio thì cái lõi đó cũng là phần tổng đài nghe gọi. Thì đây là một số các cái key trend của bọn em. Và vừa rồi thì bọn em cũng vừa chốt xong một cái deal seed funding gần 1 triệu với cả bên Bitcoin. Phần trình bày của em đến đây là hết ạ. Sau đây là đúng quay của anh chị ạ.